Hello, xin chào các bác. Em bên pskin.vn ạ. Hôm nay bên em tiến hành dán full PPF bảo vệ nội thất cho chiếc Mac S450. Đây ạ, các bác có thể nhìn thấy những cái vị trí dán ở trên con xe Mac S450 này rất là nhiều. Ví dụ như là màn hình công tơ này, cụm màn hình giải trí này, cụm cả cái cụm bóng ở cần số này, những cái táp ly cửa này, rất là nhiều những cái vị trí, tất cả những cái vị trí bóng, kể cả những cái vị trí gỗ này cũng sẽ được dán toàn bộ PPF bảo vệ luôn nhá các bác nhá. Đấy. Rồi là đây, tất cả những cái chi tiết ở đằng sau cũng vậy, sẽ được dán full PPF bảo vệ nội thất. Thì từ những cái phím bấm nhỏ nhất, những cái đây, những cái cụm bóng ở đây. Bây giờ bên em sẽ kỹ thuật, bên em sẽ tiến hành dán và sẽ show cho các bác. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Theo dõi video và đây sau một thời gian kỹ thuật bên mình đã dán xong cái con Mac S450. Thế thì các vị trí dán thì như anh em cũng biết, đấy là toàn bộ hai cái màn hình công tơ này, phần màn hình giải trí này, tất cả những cái chi tiết nhỏ như là những cái phím bấm đây, hoặc là cái cụm, tất cả những cái cụm nhựa bóng piano này đều được dán full luôn. Đấy, anh em đây, dán full luôn, kể cả những cái chi tiết nhỏ như những cái cụm nhựa bóng này, cái nút nhựa bóng này, hoặc là những cái táp ly xe này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rồi, hoặc là những cái phần lên xuống kính đây, lên xuống kính đây. Đấy, thì đều được dán full PPF bảo vệ đây. Đấy, kể cả cái cụm viền bóng dài này thì đã được dán rồi. Đây, cụm trần nhá, điều khiển trên trần nhá. Đấy, ở bên kia cũng tương tự, tất cả những cái nút này đơn giản như những nút này đều đã được dán full rồi. Đấy, vô lăng này, vô lăng cũng dán toàn bộ cái phần vô lăng, phần nhựa bóng vô lăng, màn hình này, những cái chi tiết nhựa bóng kia. Đấy, đây, dán lên nhìn rất khó để biết là đã dán hay chưa, và nó rất là bóng đây anh em nhìn nhá, dán lên nhìn cực kỳ bóng luôn, rất là bóng. Đây, rất là bóng luôn nhá. Đấy, để lau chùi đi cái là đẹp ngay. Ngoài ra thì bên em còn dán cả đằng sau. Đây, các chi tiết đằng sau em sẽ quay cho các bác xem. Những cái vị trí như là đây, tay nắm cửa này, trụ cửa này, dán gương, các em đều có thể dán được. Đấy, ví dụ như là những cái chi tiết ở đằng sau. I'm sorry, can you say that again please? Đây, những cái chi tiết nhựa bóng ở đằng sau đây. Đấy. I'm sorry, but I can't help you with it right now. Rồi. Rồi ngoài ra thì đây em sẽ đây các chi tiết nhựa bóng ở đằng sau, khu vực phía sau này, phần màn hình này thì đều đã được dán rồi này. Đấy, tất cả những cái chi tiết cụm nhựa bóng ở phía sau đây ạ, đều được dán full. Rồi các bác nhìn này, đây toàn bộ những cái phần nhựa bóng ở đây.
màn hình này. Tất cả đã được dán PPF trong suốt bảo vệ để các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Bên em bảo hành 1 năm. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì các bác cứ liên hệ bên em. Các bác cần tư vấn dán cho xe gì thì cứ liên hệ bên em nhé. Em có đầy đủ file cắt CNC nội thất cho tất cả các dòng xe ở trên thị trường. Đấy, từ Porsche hay là Mercedes, BMW, Volkswagen hoặc là tất cả những cái dòng xe thì bên em đều có nhé các bác nhé. Rồi, các bác quan tâm đến dòng xe gì thì cứ để lại bình luận nhé, bên em sẽ trả lời các bác. Cảm ơn các bác.